bỏ dép cũng được. Rồi bỏ dép đi, bỏ dép ở đây đi. Cái bàn ghế này vừa vừa ăn luôn hả? Ngon luôn, vừa ăn. Wow, ngon quá Quỳnh ơi. Ngon, Quỳnh đang thử đó. Đó. Dạ. Trời trời á. Con cá nè. Bây giờ á, quý cô chú anh chị cả nhà mình à, cùng bà Thím nè, Mẫn với chị Linh với em Quỳnh đi chặt dừa nước nha. Lúc trước chặt rồi nhưng mà gặp quậy non không luôn à, không đầy một tháng nha bà Thím. Được rồi, cả tháng rồi nha. Là Mẫn nghĩ là nó vừa ăn lắm luôn rồi. Bây giờ thì à, cả nhà cùng theo Mẫn đi chặt nha. Đây. Một, hai, ba. Vừa luôn hả? Đi chặt xuống đi Quỳnh. Nhau Quỳnh chặt được rồi. Rồi bỏ lên bờ đi, xíu mình đem qua bãi. Wow. Đó. Có con bị bắn không? Ừ, không sao. Bà rồi qua bên kia. Ở quầy đó còn non nha. Đây. Người ta đang cắt lúa luôn nha cả nhà. Mà là hu hu đó nha. Ừ. Lớp nào người ta đang cắt lúa rồi lớp nào đám giỗ người ta đang hát karaoke. Cho nên là bây giờ mấy bà cháu sẽ cố gắng nói chuyện ngựa bự lên xíu. Ừ, mày lên lên cho mình nghe nữa. Rồi. Kìa bắt ăn tổng luôn. Ừ, mày nha. Ừ, đã vậy. Dạ. Lấy cái gỗ lại sớt rồi đuổi bắt. Lấy gỗ cũng gì thôi, mặt này chín hết luôn á. Thả lồng tông ở chân đường nước. Trời ơi đen. Trời ơi, cá lồng tông ha. Chiên bột, rau gói. Quay này vừa ăn này nè. Ừ. Quay này chặt luôn đi, không vừa chặt hết đi. Quay này vừa luôn. Đợt này nhiều quay, đợt này mình ăn đã. Ôi, trong kia bà Thím. Mày đứng đây thôi không? Đứng đây thôi không thấy. Dạ. Ê, cái lồng tông nhiều quá chứ lên. Đó. Vừa ăn á. Còn cái kia bà đã. Trời ơi, cái bà bầu nè. Chặt này luôn anh ơi, thử thử anh ơi. Bà bầu nè, mới đi theo nữa nè. Tới chị Linh. Tới tới chị Linh này. Tới cho Quỳnh chặt. Trời ơi kìa. Cái này vừa nè. Ừ, cái này vừa đúng rồi. Vô luôn. Vừa luôn. Em vừa luôn. Đó, bà bầu nó còn đỏ. Để em nghe gì đó. Có gì không? Hồi nhỏ. Nhỏ hả? Không biết. Cô gan rồi. Hả? Cô này này luôn anh ơi. Bữa nay có Quỳnh chặt rồi nha cả nhà. Bữa nay có em Mẫn chặt rồi, thành ra là bữa nay mấy bà cháu đỡ cực kỳ. Thường bữa mấy bà cháu chặt đỡ lỗi nước nữa bữa nay. Ờ, bữa nay đỡ lỗi nước nữa, hôm bữa nước ý quá. Cái giớn của bà nội. Thôi ơi, quầy này chắc vừa luôn này. Ê, hên xui à nghe, không? Thôi đỏ đỏ hả? Thử hả? Được rồi. Được không? Thấy cái đít nhỏ quá. Đây nè, quay này nè. Ủa cái quay nhỏ đúng luôn. Thì nhỏ vừa luôn rồi đó. À, đúng luôn. Đúng quay nhỏ luôn. Mà này cũng được hả? Thịt mà thịt khoai thịt ngọt thịt thích. Nha. Con phải uống nước rồi bà Thím thôi. Phải chặt. Ê cái này có hổm em thử nè phải không ta? Em chặt gì nè? Ừ phải rồi, phải. Thật mình thử lâu rồi. Bữa hổm mình thử lâu rồi đó. Bây giờ mình thử quay đọt. Ờ rồi thử đi Quỳnh này. Thử đi Quỳnh. Thử chứ không phải chặt. Ờ thử đi. Thử lại đi. Còn nếu mà còn có cơm hơi hơi là lấy ra ngay giấy. Không có thấy dấu. Vậy đó. Mày nè. Mày không có dấu thử.
Có, có. Đây nè. Kìa ở trên kìa, ở trên lỗ kìa nó, thấy chưa? Hả? À, sức yếu dữ vậy, chưa ăn cơm. Rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Rồi đập cái này. Đặt cho đặt cái đó luôn nha rồi. À trời, đồ đậm xin nha. Biết dạ. Mặt biết dạ một. Đi đi đi. Cố lên. Không được, tôi làm không được á. Không được thiệt. Em làm gì được? Không được. Mệt luôn. Mệt luôn, mệt thầy cũng lên con chuột luôn. Mà không được luôn. Đây lại lên con heo của ta nè. Ai biết đâu bữa nay mình thử, miễn có cháo ăn là được rồi. Chưa? Hái ăn cháo à? Rồi. Rồi. Non không chế? Không non mà. Không non đâu. Vừa đó. Thì đốn luôn đi. Để ngày mai mốt người ta nghe tôi cũng đốn nữa à. Cái này con chưa thịt nhiều, thịt vừa vừa. Thịt vừa là ăn được rồi, con hái ăn cháo cho cháu. Ừ. Ôi quá hạnh. Rồi buồn này. Buồn này đốn luôn đi. Đốn luôn khỏi thử. Thử banh hết đi. Chặt văng cái đầu cái lớn liền. Ừ. Đúng rồi. Giặt không ra đâu cô. Giặt không ra. Ra thôi. Bên kia hết chưa? Chưa chưa, còn ấy nữa. Đâu? Đi xuống dưới luôn. Để coi coi còn buồn nào nữa không. Buồn nó bên chỗ đây nè, không có đây bữa đó mình đi mà. Nhớ dưới ganh còn buồn hay buồn mà ta? Lục ơi! Ơi! Bị gì nữa rồi? Gặp với Lục Bình, gặp với ai Lục Bình? Kẹp! Nghi vô chính giữa luôn hả? À hết! Hết rồi, hết rồi! Hết rồi! Hết rồi! Vậy nãy giờ mình được mấy buồn vậy? 5 buồn. 5 buồn hả? Đi vô hết rồi! Nhỏ là 5 buồn á. Đi! Vậy mình xách mấy cái buồn này vô đi, Quynh đi đường đó xách buồn đó nha! Hai buồn lắm. Buồn ăn thích nổi mà. Đi mót đi chiếu là. Ê, bà Thiếm ơi, chưa chưa nắng thì có gì nước ăn ngon nha. Thôi nhát nữa rửa giò cho sạch rồi mới ăn ngon. Hai quầy giờ còn mình chưa được cái quầy nữa.
lên vừa cái này nè. Mấy cái này em có cái thịt luôn. Thôi nào bạn thấy cái bù nãy vừa ăn đúng mà. Ngon luôn trời cái nè. Cái bù nãy vừa ăn thôi đó. Bù này bù này nè. Ôi da trời ơi ra nguyên bậy. Đổ nước đó luôn. Ôi trời ơi, trời ơi. Vẫn mời cả nhà nha. Cái buồng này nó non quá cho nên là còn nước nè. Nhưng mà thích mà thích cá cháu. Hết nước luôn. Nước luôn. Cái này coi nó sao nè. Mà nóng thế. Trời ơi. Nó đã quá à. Đảo. Nè uống nước đi. Hai giờ. Quên uống đi Quỳnh ơi. Ừ, con chặt cho nó là ra hết nước rồi. Con chặt con uống đi. Bì này để chừng vài tuần. Vài tuần nữa luôn hả? Ừ. Hai tuần. Ừ, qua. Ừ, ra chưa? Nước chưa. Đặt chừng cái tế cái này quá, đặt cho này chút tí lên đi. Cháo ít nè, có cháo mà cháo ít nha. Mình thử lâu rồi mình đấy. Ừ. Dì uống lần cái ngày mình thử là nó non dữ lắm non. Cái bữa nay nó lưng mày lộn đây cái đen đen ngay chặt đấy. Đúng rồi, để con lụm cái đen đen. Cái đen này ha. Mới chặt cái đen cũng cũng không có miếng nữa thịt luôn kìa. Đó ha, nước văng kìa. Trời. Vậy mình không có kinh nghiệm mà. Nè, nước nè. Giờ kiếm trái đen hơn, rồi trái này đen đang thui luôn nè. Trời ơi. Nè, cháo non. Cháo non. Ui. Trời, vừa luôn bà Thím ơi. Đó. Nè, thử đi chứ. Thử đi chứ. Đây. Ồ, ngon nhỉ? Nè. Cái con miếng cá. Mày miếng tao miếng. Giận ăn anh á. Bóc qua bển liền. Rồi rồi đổ luôn. Tính đâu là có gì nước cho hai đứa con của Quỳnh ăn ai vậy? Thất bại rồi. Nạo đi. Nạo không mà nạo. Nè. 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 Ủa? Nè. Trời ơi mày. Ủa? Dạ, ủa? Kẹp. Này ra nước chưa? Ủa, ủa, là cái mày con nó thấy con chủ rồi. Rồi uống nước thiệt rồi nha. Uống nước thiệt rồi. Uống nước no luôn. Ăn cháo chứ có thịt ăn cũng đỡ không có luôn. Đây cái đen thù lùa này nè. Đen thù lùa này mà có thịt. Thật là nó có thịt con chủ thằng trái đó thôi. Thôi 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 được rồi. Nè. Nè cái nha. Ôi, cái này tự nhiên gắn chặt mà nó bị gớt luôn này.
rồi thím ăn đi. Mấy có con này. Rồi, giờ bây giờ mạnh đứa nào mấy đứa đó đổ uống nước đi. Sao? Còn mấy đứa già thì chịu ăn thôi. Chịu ăn thôi. Tô nãy quên rửa ra, nó văng mũ. Nó văng mũ không sao đâu. Văng mũ vô. Đâu phải tại ý đâu, tại có như cái này dễ sạch cỡ nào phải nhìn thấy. Ừ. Ăn cái hả có sức trẻ. Ừ. Ăn cái đi. Uống nước nè. Tại sao hồi nãy mình không đem theo ống hút ta? Để chứ lên. Chắc lỗ hả? Kinh nghiệm. Ừ. Bữa hổm bị không. Ừ, bữa hổm mà cũng không có kinh nghiệm gì hết trơn. Cái này là ai cầm dao là khỏe ha. Muốn ăn muốn gì tự do. Ừ. Nước uống ngon quá. Cái nồi to tao mất rồi. Nè nè nè. Cái nào? Đó, đó đó. Ờ đúng rồi. Ừ. Quá ngon luôn. Đó đã. Chặt ra nốt chừng. Không. Chặt uống đi, đừng có chặt như vậy nữa. Chặt ngang gì nè. Chặt ngang uống đi. Nè. Khi nào để ý, khi nào chí già hả? Hả? Cứ chặt ý. Ừ, chặt ngang uống nước đi. Uống nước hết đi. Ê, non không à? Nè uống nước đi bà Thím ơi. Nè uống nước đi. Hai hai bên mày. Phun lỗ, phun lỗ uống nước đi. Đúng rồi đó, phun lỗ uống nước đi. Trời ơi đẹ quá. Úi trời. Ôi. À, đẹ quá. Cực bàn tay nè. Cái này. Trời ơi nó đã. Ừ. Thím ăn đi mà Thím ơi. Ê, em thử miếng này coi. Ngọt không trời, giấy cho ngọt đi trời. Không biết nữa. Ngọt ăn mới ngon. Nó chưa mấy gì khô nè. Nó còn nửa dĩa này ngon không? Chắc không quá. Ngọt hơn trái nãy. Chén cháo nè. Ơi. Buổi trưa nè.
mà bán giờ giá trời thì bán thì 50 không có nữa thì đừng có nữa được. Mời mình đi về đừng đi sớm. Trời ơi, cái cảnh này yêu mới chứ Linh nha. Ngoài bụi tre gió thổi mắt rồi nha. Ừ, rồi thêm ăn bây giờ nước nữa. Đang giọng ngủ. Ừ, đang giọng ngủ. Hồi đó nhà mình ngoài này nè. Wow, vậy mà trái này ý ta. Hồi lúc đó mình chơi là cây sắn ở đây không ta? Đúng. Ờ, hình như khúc này phải không? Ở đây nè. Cây sắn hả? Trên nhà trời. Đeo cây sắn mà còn làm nhà sàn ở trên cây tre. Thì đây là, ở đây nè. Cười lắm. Chơi rồi, chơi chỉ đó, gái mà chơi. Đeo cây sắn, cây me. Ủa, cây tre. Cây tre. Lộn. Làm cái nhà sàn trong cây tre á. Vừa gió thổi vừa mát, vừa được ăn vừa nước còn đen à. Rồi vừa đen được ơi, nghe cái tay bươi một lát lại vô đây không còn gì luôn á đen. Vừa được nghe hát karaoke. Okay. Coi nuôi chín nữa. Ăn hồi dính mỏ ta. Có. Có hết. Dính mỏ không? Lẹt quá ta, sao mà cháy lên cái nhỏ đó. Cái con cơm nó lẹt nhách gì trời. Thôi không được rồi, chặt như vậy uổng quá. Trời ơi, quá uổng rồi. Uổng rồi. Mày giỡn á. Quá im luôn. Trời ơi. Có hồi nãy quả trái nào cũng dễ vậy đi ha. Vừa này chặt bao nhiêu quầy mới được ca nước chặt. Ca nước hiếm lắm, ít lắm à. Không được đâu. Cũng đế nè. Cũng đế nè, cái nào sai. Ờ, cái này cho nó có ạ. Phe nãy giờ con ơn phe chỗ phe nãy giờ con ơn phe mà giỏi nhóc phe nhà này nè chị Linh còn quay lại dưới thôi chị Linh. Mà bữa hôm không có thịt ăn, bữa nay có thịt ăn nha. Chị chê nha. Ui trời. Rồi. Biết hay sao? Đi vô khác rồi. Vô tô nó vô cô. Ngon. Ngon hả? Ngon. Đè, chắc ngắt luôn. Gì vậy? Chắc. Ngon quá hả? Ừ. Nè. Nè, mà thêm uống nước đi. Tao cho uống rồi. Vậy nó kiểm chống cảm giác sắp thông ta. Ngồi xíu. Thấy không? Thằng đi mới bị sắp thông nha. Há miệng nhớ. Cúng áo chưa trời. Vô tới cúng họng mà. Có cháo hơi. Kêu cũng ai cũng hết trời. Mà nè ăn đi. Ăn này. Cô nhà đi biển gì vậy bà? Chưa. Đi hát ở đâu mình. Cho cô nhà đang hát bển á. Hả? Hả? Không nghe tiếng cô nhà vậy? Có chắc đang hát không? Có, đang bỏ thế nào cũng hát à. Ổng là đam mê ca hát rồi. Coi cháu này sao mà chốt. Ủa nó sao mà chát. Con nghĩ là bà Thiếm Linh dời về bên đó. Quá trời ơi. Con nhận nghe lượm lắm. Ừ. Mày dăng vô đó hay sao lưng mày rồi. Kìa. Ủa trùm này bếp hả? Bếp, ờ còn trái. Trời ơi, tay mà ngủ tù thì. Mày trễ chưa? Chưa. Trời ơi, nó ngọt.
Ủa trái này nó chắc vậy. Gì? Ngon. 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 Giống đúng đi. 98 rồi. Cô nó cô kiểu đi cô đường tay rồi lỡ này ngồi luôn quá trời luôn rồi nè. Ủa, miếng này nó ngon nha, này nhiều nước chè nó ngon chưa. Nấu chè ở đây nha, đậu xanh. Ôi, còn nè, ngồi đây nè chế. Còn nè. Đâu rồi, đi ra chứ mượn ha. Đi ra chứ mượn ha. Trời ơi, ngồi đây mà sao sớt nè. Một nắp luôn nè. Bên mình hết trơn luôn. Rồi. Wow. Ừ, đã quá à. Ngon dữ gì trời. Nè. Nè chế à, chế à, chế à. Ủa, đâu rồi? Nè. Ngon không? Đẹp không? Ngon. Ngon hả? Ngon. Thế. Nhưng mà thấy con sâu nó không? Sao gì vậy? Nó xíu à. Ừ. Mà bỏ vô đi. Mà không ăn nữa. Ừ. Ăn khỏi hết. Này cháu. Đây cháu ít. Ê, coi chặt bên cái coi. Ăn thử miếng nè. Hả, em ăn rồi. Không phải nè, nó mặt nè. Nó ấy mặt nè. Thấy kiểu như Mẫn xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thích video này của Mẫn nè, cả nhà cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và một chuông thông báo hộ em Mẫn luôn nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nè. Ngon chế. Ngon. Mặt ngon. Đúng rồi. Nhầm trái nào ngọt ngọt, trái nào ngọt ngọt nữa. Không phải đâu, cái trái mình nhìn hồi nãy giống như kiểu có mặt ở chợ chính giữa vậy đó. Nhựa nhựa. Nè. Trời ơi. Được rồi. Nè. Nè. Thôi nhỉ. Đây nè. Ừ. Vậy là biết chưa. Biết chưa. Biết chưa. Hình như được nè. Trời ơi đây. Rồi đây con thử cái này nha. Ê từ sao tự nhiên cánh tay nó hơi nhức nhức ta. Dở không lên luôn nè. Mình nhất kìa nào mà cạo cho nó gió không nha. Cạo gió nghe không? À tự nhiên nó dở lên nó bị thốn quá. Ủa không cạo nhưng cái nhờ nó lo nó quá dẻo luôn nhưng mà lạc quá. Dẻo dẹt luôn. Ủa này trời ơi nó à. Ủa.